Xin chào mọi người. Hôm nay Ngọc sẽ nói đến một cái thực phẩm chức năng mới mà Ngọc nghĩ cũng rất là nhiều người quan tâm, đó là collagen. Đây là cái bình thuốc collagen mà Ngọc đang sử dụng nè. Cái này thì Ngọc mua ở Costco. Nói tới collagen thì có 5 cái công dụng mà đã được khẳng định rồi. Cái thứ nhất là cho da, thì nó giúp cho da vẫn còn được cái sự đàn hồi tươi trẻ căng mịn, gọi là chống nhăn đó. Cái điều thứ hai là nó giúp cho khớp, thì nó giúp ngăn ngừa những cái bệnh về khớp, đau khớp hoặc là thoái hóa của khớp. Cái điểm thứ ba là cho xương á, thì nó giúp ngăn ngừa cái việc gọi là loãng xương hay là mềm xương. Và cái điều này thì cũng sẽ có thể ngăn ngừa được cái sự gọi là gãy xương hay là rạn nứt xương, mà nhất là ở người lớn tuổi. Cái điểm thứ tư đó là nó giúp cho cơ, nó giúp cho gọi là duy trì được cái sự săn chắc của cơ, hoặc là tránh bị teo cơ. Và cái điểm thứ năm, cái điểm này cũng rất là quan trọng nha, là nó giúp giữ những cái thành mạch máu á, tại vì đó cũng là một cái phần của trong cái thành mạch máu, thành ra nó giúp cho cái sự đàn hồi dẻo dai của cái thành mạch máu, và nó không có bị gọi là teo hẹp nhỏ lại, để cho máu huyết vẫn lưu thông tốt. Thì cái niều đầy nó giúp rất là nhiều trong cái việc ngăn ngừa những cái bệnh chẳng hạn như là tai biến mạch máu não, hay là nhồi máu cơ tim, hoặc là heart attack, hay là stroke. Thì những cái công dụng này là đã được khẳng định rồi, rất là tốt. Bên cạnh đó về như tóc hay là móng tay rồi đó thì thực sự là chưa có được khẳng định. Thì nói tới collagen á, thực sự trong cơ thể mình thì nó có rất là nhiều. Thì đó là một trong những cái điểm tốt mà khi mình dùng collagen á, thì mình không có bị những cái nguy hại về tính mạng hay là sức khỏe. Đó, thì cái điểm đó là điểm rất là tốt. Tuy nhiên, có một cái điều mà khi mình dùng collagen á, thì mình phải rất cẩn thận. Đó là mình phải coi xem được là cái collagen đó, cái sản phẩm đó người ta làm từ những cái nguyên liệu gì, từ những cái gọi là thức ăn nào. Nếu như ai mà bị dị ứng với trứng nè, hoặc là đồ biển, mà nhất là đồ biển mà có vỏ đó, như là nghêu sò, ốc hến hay là tôm cua rồi đó, thì nếu ai mà bị dị ứng với những cái thức ăn thực phẩm này á, thì khi mà mua là phải lựa những cái sản phẩm mà người ta, những sản phẩm collagen mà người ta là không có làm từ những cái thuốc, những cái chất, cái nguyên liệu mà mình bị dị ứng này nha. Phải rất là chú trọng và coi cho kỹ, cho rõ ràng nha. Chứ không thôi, nên một số người bị dị ứng mà rất là nặng với những cái thức ăn thực phẩm này á, thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thì đó là cái điều mà cần phải suy xét và phải khẳng định cho rõ ràng. Nếu như mình mà bị dị ứng đó, thì phải chắc chắn là những cái sản phẩm mà mình coi mình muốn dùng đó là phải không có được làm từ những cái thực phẩm mà mình dị ứng đó nha. Cái đó là điều cần 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 rất là cần thiết phải quan tâm tới. Bên cạnh đó thì nó có một số cái mà nó cũng rất là nhẹ, không có gì là đáng kể, chẳng hạn như là bị no hơi, hay là hơi khó chịu, nôn nao trong bụng, như là nausea đó, hoặc là ợ hơi, thì những cái này thực sự nó cũng không có đáng kể đó. Tuy nhiên, có một cái điểm mà khi mình dùng collagen mà phải cần chú ý, đó là để thực sự thấy được cái kết quả của nó hay không á, thì mình phải dùng ít nhất là từ 8 tuần trở lên. Tại vì sau 8 tuần á, cái đó là cái thời gian mà ví dụ mình có sự thay đổi trong cơ thể mình về da hay là về xương, về khớp rồi đó, thì nó phải có một cái giai đoạn lâu dài như vậy thì mình mới thấy được cái kết quả của nó nha. Cho nên là phải dùng ít nhất là 8 tuần trở lên, chứ không có thể mà dùng một thời gian ngắn được, cái này nó không có tác dụng tốt. Đó, thì những cái collagen mà những cái công ích ở trên là đã được khẳng định, thành ra rất là tốt, và nói chung nó cũng khá là an toàn cho người dùng. Cho nên là nếu như ai muốn dùng thì nên dùng ha. Thực sự Ngọc chỉ ngắn gọn trong cái đoạn ngắn này để có thể nói những cái điều mà cô đọng như vậy thôi. Nếu như ai có cái gì thì cho Ngọc chia sẻ với Ngọc nha. Thôi Ngọc xin chào, cảm ơn.